Chào tất cả anh em nha. Nay thì mình đến nhà của anh Sĩ ở bên Hậu Giang nè anh em. Ngày hôm nay anh có giao lưu một lô mai tàn này. Ví dụ anh em nào mà thấy thích thiện chí thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với anh Sĩ qua số điện thoại để phần tiêu đề anh em. Nói chung thì anh em nào mà thuận mua vừa bán anh em ơi, được giá thì mình cứ mạnh dạn liên hệ với anh Sĩ. Giá cả thì có thể thương lượng với anh em, thì chút xíu anh sẽ báo giá trực tiếp cho anh em luôn. Và sẵn đây thì mình xin thông báo với anh em là cái Zalo mình nó gần full bạn nha anh em. Anh em có thể kết bạn với mình qua Facebook Cánh Đồng Miền Tây nha anh em, để mà anh em cùng giao lưu kết bạn với nhau, chia sẻ những kinh nghiệm về mai nha anh em. Đầu tiên là gốc số 1 nha. Cây này chiều cao khoảng nhiêu vậy anh Sĩ? 4 mét ha. Quên nữa, anh giới thiệu cho anh em biết là địa chỉ mình đây, chính xác ở đâu anh? Khu vực 5, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Tỉnh Hậu Giang á anh. Rồi ok anh. Rồi cái đường kính bộ tàng anh? 7 mét. Đây bộ tàng này anh em, để mình quay cho anh em xem một vòng của cái đường kính của bộ tàng nha. Tàng rất lớn nha anh em. Cây này là giáo ghiên luôn hay sao anh? Đây, này là bao không có 5 cánh phải không anh? Đây, quay cho anh em xem một vàng xương nha. Vòng đi. Anh bao cho anh em, cái này là nguyên cái lô cây này mình có hỗ trợ ship cho anh em tận nơi không anh? Có. Bao ship cho anh em vòng vòng 200 km. Bao ship cho anh em 200 km. Còn anh em nào mà ở xa thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với ảnh đi. Rồi giá cả về ship sao sao đó thì anh em có thể thương lượng nha. Đây một vòng anh em. Bộ tàng này lên tương đối đều anh em, mở ra khá là xa. Cái này mình đem về chậu đây khoảng nhiêu lâu rồi anh Sĩ? 5 rưỡi 2 năm vậy hả anh? Cái này theo em nghĩ mà nếu mà đưa lên chậu nó cao chút xíu, ngang tầm mắt mình ngủ cà phê nhìn nó thì nó hơi dữ chút xíu anh. Đây bộ đế phía đây nè anh em, cũ nở nha anh em. Chi cảnh phía bên trong quay cho anh em tham khảo nha, cực kỳ lực luôn nha anh em. Đây mình thấy, mình quan sát thấy thì một số điểm trên cái cây này nó lên cục cục nè anh em. Đây chi cảnh bên trong nha anh em. Đế này ở dưới còn nữa không anh Sĩ? Cái cây này hồi xưa nó trồng trong cái hũ á, đúng trồng dạ. Cái hũ mình mua cái bàn mình không có làm đế. Nhắc lại với anh em là cây giáo ghim nha, ảnh bao cho anh em. Cây này mà nếu có bông 5 cánh thì ảnh đền cho anh em, tặng cho anh em cái cây này luôn. Đây bộ đế phía bên đây nè anh em. Ví dụ này đào cũng khoảng gần vài phân nữa là đế dưới còn đúng không anh? Ở dưới là hồi xưa là đào âm dưới, trồng âm dưới dạ. 4 tấc dưới đó. 4 tấc hả anh? Dạ. Cái này em thấy nhờ anh vô đo em thử cái thông số của cái cây này coi nó khoảng nhiêu anh, để anh em ta tham khảo chi tiết hơn. Đo đây nó 65. 65 hoành nha anh em. Rồi anh đo nguyên cái củ có khoảng nhiêu anh? Củ đặc nha anh em. Không cần kỹ gì đâu anh, mình đo trên thôi, áo cho anh em ta dòm sơ sơ tham khảo thôi. Củ đặc là nhiêu anh? 1m08. Rồi anh đo cái hoành cao cao lên chút xíu, đại cao cao lên nha anh. Đo ba thông số vậy cho nó dễ. Đo ngay đây là 60 nè. 60 nha anh em. Rồi anh đo thấp thân luôn cái cây này khoảng nhiêu anh? 39-40. 39-40 là anh đo trên đây nha anh em. Còn kéo xuống cái mặt ở dưới nó có thể nó hơn. Kéo xuống để thì nó 50. Dạ. Đây. Cây này tàn cực kỳ lớn luôn á anh em. Dàn xương này anh em khỏi có chê, nói chung nó khích gịch rồi anh em ơi. Cây này thí dụ anh em nào mà thiện chí mà muốn giao lưu trực tiếp với anh là giá tầm khoảng bao nhiêu để mà giá mình chơi được anh? 240 triệu, bao ship 200 km. 240 triệu nha anh em, bao ship cho anh em 200 km. Anh em nào ở xa thì có thể liên hệ qua số điện thoại để phần tiêu đề nè, để anh em có thể thương lượng. Rồi mời tất cả anh em sang góc tiếp theo nha. Tiếp theo nha anh em, một cây mai tàng. Cái bộ tàng thì nói chung thì nó cũng tương đối khủng nha anh em. Cây này chiều cao khoảng nhiêu vậy anh Sĩ? Cây này chiều cao khoảng nhiêu anh? Cao khoảng 6m. 6m, còn cái đường kính bộ tàng anh? 5m rưỡi, 6m. Đây anh em, cây này bông sao vậy anh Sĩ? Bông thì từ 7 đến 9 cánh nha anh em. Quay cho anh em sơ một vòng của cho bộ tàng. Nó có 5 cánh mà số lượng rất là ít. Dạ. Nói chung thì anh bao đẹp cho anh em hay sao anh? Bông á. Bông bao đẹp, bông thích.
Đây, đế lên anh em. Cây này đế VIP nha anh em. Đế lớn, đóng cục cục luôn anh em, để quay cho anh em xem tham khảo một vòng của bộ đế nha. Cây này thì mình chấm nhất là bộ đế nha anh em. Đế này thì anh em khỏi chơi, đế đều hết trơn mà đặt nè anh em. Cái này anh để cái tay thử trong cái đó cho anh em hình dung bộ đế mà, tại bộ đế mà nó bự quá mình quay gì cũng chưa có ấy. Nè đây anh em. Cái cổ tay ảnh mà nhỏ hơn cái đế đó nè. Ba đế nó chụm nữa nhau. Nhìn thấy cây khá đã nha. Cộng đế là khoảng 40 ngoài quặng. Dạ. Thân thì mớp nha anh em, nó có hơi sắn nhẹ chút xíu. Cây này nếu anh em nào mà nhìn thực tế bên ngoài thì nó cực kỳ dữ nha anh em. Nói chung bộ đế này mình khỏi có bàn cãi. Cây này mình đem về để lâu chưa vậy anh sĩ? Đem về khoảng 10 ngày rồi. Cái này đế ra chắc hơi xa ha anh. Đế này cái bộ. Dạ. Đây rồi, để em quay một vòng cho anh em tham khảo bộ đế này, cái lúc đầu mình vô mình đo thông số sao. Chút xíu báo giá luôn trực tiếp cho anh em đây anh em. 4 cái rễ. Nãy em tưởng 3 cái anh em, nhà nó tới 4 cái là 4 cái nó chụm lên anh em. Quá trời quái luôn. Có thiếu chỗ nào hết. Mấy cái nách lách này phải xù không anh? Cái này chắc xù nách gì nó già cây nó bung rồi đó. Cây này thì nó mớp nó lên u nần nhiều cho anh em. Thấy đống vú bò cũng tương đối nhiều, những chi cành phía bên trong của nó đây. Cây này thì ở phía đây giống như một cốt lên mà bên kia nó có cành nó hơi quái á anh em. Cái cành kia hồi đó nằm cặp mấy tường á. Dạ. Nó quấn theo cái sát cái vết tường thôi. Quá trời cái bộ đế này. Rồi để em qua đây cái em quay cho anh em tham khảo lại cái nữa, cái lúc đầu mình vô mình đo thông số anh. Mấy cái chỗ đó điểm đó là mình cẩu mình bị xước da hay sao anh? Cái chỗ này là tại ấy không có xước cho nó, tại mình tha vô. Dạ. Nó hơi sự ra đó. Dạ. Cái này em nhờ anh vô đo thử, em thử cái hoành nó khoảng nhiêu anh. Bộ đế này thôi quá đã. Bao nhiêu anh? 86 mà. 86 hoành nha anh em, rồi anh đo cao xíu anh. 75. 75 hoành, rồi anh đo cho em hết mát cái dòng cũ đế luôn anh. Không, anh đo dòng cũ bự ngoài ra anh. Ngoài này còn nhiều lắm. Dạ. Dây không hết rồi. Cả 200 mấy không anh? Cả 250 không lên đó. Là anh đo cho còn leo lên mặt đế nha anh em. Cho anh nếu mà đo cố gắng đo chắc hai cái thước nữa. Rồi anh đo cái đường kính ngang của cái rễ này khoảng bao nhiêu đấy anh em, ta hình dung luôn cái rễ này anh. Đường kính ngang là 20 nè. 20. Đường kính ngang đế là 20 nha anh em. Rồi anh đo cho em cái thấp thân luôn anh. Thấp thân 20. 20. Rồi bên đây mình đo cái cạnh này coi hoành nó khoảng nhiêu anh? Cạnh số 1. Số 1. Hoành 41. 41 nha anh em. Rồi bắt đầu mình sẽ ra xa xa mình quay lại cho anh em toàn bộ cái bộ tàn của gốc này. Cây này lớn lắm nha anh em. Cây này thí dụ anh em nào mà thiện chí mà muốn giao lưu trực tiếp với anh là giá tầm khoảng bao nhiêu vậy anh sĩ? Giá 411 bao ship 200 cây số. 410 triệu nha anh em, là bao ship cho anh em 200 cây số. Rồi ok, mời tất cả anh em sang gốc tiếp theo nha. Mời tất cả anh em sang gốc tiếp theo. Cũng là một gốc cây mai tàn luôn nha anh em. Mấy cây này mình đem về mình dưỡng hả anh sĩ? Đây bên đây có cái gốc mai tàn này. Này hôm nay ảnh giao lưu gốc này. Gốc này chiều cao khoảng nhiêu vậy anh? Chiều cao khoảng 4 mét. 4 mét. Tàn này mới tạo lại ha sao anh? Tàn mình chỉ về mình chặn ra xương xương thôi chứ. Đó là cái này hình như em thấy lá chưa ra đầy đủ không anh? Cái này nếu mà đa lá này kia ổ ra đầy đủ thì cái bộ tàn nó lớn lắm nha anh em. Đặc kịch ha. Dạ. Đây bộ tàn. Còn đường kính bộ tàn anh nghĩ khoảng nhiêu anh? Tầm khoảng nhiêu anh? 6 mét. Cái này bông sao anh sĩ? Bông này thì từ 5 đến 9 cánh. 5 đến 9 cánh ha. Nó tùm lum hết trơn. Dạ. Rồi đầu tiến sâu vô quay cho anh em tham khảo bộ đế của nó đi. Mấy cái điểm đỏ đỏ này là mình test keo hả anh? Test keo. Là nó bị sao anh? Hồi xưa nó bị dập á. Dạ. Cái này nó nằm tại đây là lâu lâu chưa anh? Lâu rồi. Nó khoảng tầm 2 năm rồi. Đây cái bộ đế này nè, đế ra khá là xa nha nè. Để mình quay cho anh em tham khảo một vòng luôn đi. Cây này là mình thấy mặt bông chưa anh? Nếu mình chơi mặt được, bông chưa? Được 2 mùa Tết rồi. Được 2 mùa Tết hả anh? À. Bên đây còn đế nữa không anh sư sĩ? Đây bao đế cho anh em điều hết. Dạ. Không anh, đất cứng quá thôi, khỏi hỏi anh. Được rồi. Sơ sơ cho anh em tham khảo vậy là ok.
Rồi bắt đầu em nhờ anh vô đo thử em cái thông số cái hoành nó khoảng nhiêu anh. Hoành đo sát ổ đế luôn ha. Dạ, có con chỏ biết coi chỗ nào. Bỏ nhánh dưới này lên là nó 69 nè. 69 rồi anh đo phía trên cao trên luôn anh. Bỏ cái nhánh luôn ra. À đúng rồi anh. Đây 53. 53. Rồi. Cái này thấp hơn chắc chừng tấc hả đây, khỏi đo. Mấy phân à? 5 phân không được. Đây phía bên trong vàng tàn á nè anh em. Cái này thí dụ anh em nào mà thiện chí mà muốn đến vườn mình giao lưu trực tiếp với anh là giá khoảng bao nhiêu vậy anh sĩ? 120 triệu. 120 triệu á anh, là hỗ trợ tiền vận chuyển cho anh em ha. Bao ship cho anh em. Bao ship cho anh em. Cho anh em. Một gốc này tàng thông phải không anh? Tàng thông. Cái này chiều cao khoảng nhiêu anh? Chiều cao 4 mét, bề ngang tàng khoảng 3 mét ngoài 4 mét. Cây này thì chi tàn đóng thì anh em khỏi có chê, nói chung thì đều như hết tên luôn nha anh em. Quay cho anh em sơ sơ một vòng của cái bộ tàn này. Cái này bông sao anh? Bông 9 đến 12 cánh. 9 đến 12 cánh ha. Bao cho anh em luôn ha. Đây quay cho anh em xem. Cái này đem về lâu chưa anh? Đem về cái này là nuôi khoảng 5 năm rồi, mình mới về bên vườn kia qua đây. Cái này đem về đây 5 năm rồi ha. Tại vì cái này đó giờ mình nuôi. Cái này có chỉnh sửa không anh? Có chỉnh sửa vô dây. Dạ. Nói chung là thành phẩm rồi đó. Dạ, cái này về anh em chỉ có việc mà chơi thôi ha. Rồi, để quay cho anh em tham khảo luôn nha. Để chi tàn bên trong, em thấy có một số điểm này. Hồi xưa chắc có nhạo anh, có nhạo sơ sơ đó anh. Cái gì cũng qua chỉnh sửa nó mới có đẹp. Cái này một cốt đi lên nha anh em, giọt đọt luôn anh em ơi. Mấy cái bao mà mình quấn để mình ấy cây, chứ cái cây mình là vẫn bình thường, da sạch sẽ bình thường anh, không có thẹo thọ không anh? Bao cho anh em không thẹo dứt. Dạ. Cái này mình phải nói chi tiết cho anh em để người ta hình dung được. Mình chổi cây sợ nó chì cây đó. Dạ dạ. Cây mình cũng mới về qua đây khoảng 2 tháng. Cây này bụ đế nè anh em. Cái này dưới còn nữa không anh? Còn nhiều lắm. Dạ. Cái này chỉ mô sơ sơ cho anh em tham khảo thôi. Số mà điện thoại mình là có Zalo luôn phải không anh? Dạ, có Zalo. Ví dụ anh em nào mình tham khảo cái video đi, rồi anh em muốn chi tiết nào hơn thì anh em có thể liên hệ với anh sĩ đi qua Zalo này kia đó, ảnh cung cấp cho anh em một số hình ảnh mà anh em cần thiết. Chỉ cần ở đây. Anh em. Cái này em nhờ anh vô đo em thử cái hoành nè, thông số chi tiết cho anh em. Cái hoành đây là 62, mình đo ngay cổ đế nha anh em. 62, rồi anh đo nguyên cái đế luôn anh, nguyên cũ dưới đi. Nguyên cũ, bề cũ đi. Cũ nó khoảng 96 mà. 96 rồi, anh đo cái hoành cao lên chút xíu để cho anh em ta dễ hình dung ra được. 45, 44. 45. Thoát thân luôn anh. Thoát thân mình tính từ mặt bầu lên đi. Dạ. Nó là 47. 47. Anh thấy cho anh đo giùm em thử những cái chi cành 1, cành 2 gì đó cũng được anh. Anh đo thử cái hoành nó khoảng nhiêu luôn anh. Cái này chi cành nó thì mới nuôi nó cũng còn nhỏ thôi chứ chưa bự, nó khoảng 17, 18 à. 17, 18. Chi cành bắt đều hết trơn nha anh em. Đây. Quay xa xa cho anh em tham khảo luôn. Tại cây này hồi xưa là mình gốc chủ mình nuôi lại đó. Cái này thí dụ anh em nào mà thiện chí mà muốn giao lưu trực tiếp với anh là giá nhiêu vậy anh sĩ? Giá 90 triệu. 90 triệu là có bao ship cho anh em 200 cây số nha. Anh em ở xa thì mình có thể vui lòng liên hệ qua số điện thoại anh đi. Nói chung thì người muốn mua người muốn bán thì hai người nói chuyện nhau ok lắm anh em. Rồi mời tất cả anh em sang gốc tiếp theo nha. Gốc tiếp theo nha anh em. Cũng là một gốc tàn thông luôn. Chi cành này là mình tạo lâu chưa anh? Này cũng một lượng cây bên kia luôn, nó 5 năm rồi. 5 năm hả anh? Dạ. Bộ tàn này thì cực kỳ đều luôn anh em. Nói chung thì cây mai mà chỉnh sửa rồi thì nó rất là đẹp. Mình nuôi cái cốt ở trong nè, cho bự cái này mình mới hút lại 2 năm rồi. Mấy cái cốt ở trong nè. Cốt trong 5 năm rồi. Chi cành lực nha anh em. Này anh nói mấy cốt nào anh, chỉ cho anh em luôn để anh em. Mấy cái đầu này là hồi đó mà mình nuôi là 5 năm ở ngoài nó không có đẹp, mình thúc lại mình lấy vàng xương ra. Dạ, cho nó đều ha anh. Cứ bên trong nè anh em. Cái này đóng cành nhánh này cũng rất là đều nha anh em. Đế này hơi bị quạo chút xíu nè. Nói chung thì nó đều hết trơn bốn mặt luôn nè. Để quay cho anh em một vòng để anh em tham khảo nha. Cây nó hơi lắc nhẹ nha, cũ nở anh em ơi. Phía dưới còn đó không anh? Còn nhiều lắm, cây này mình xưa mình không có làm đế, mình là chỉ làm xương xương thôi, cái cây tàn nè. Mình thấy em thấy cái đế nó còn ra xa nữa nè, có những cái rễ nó hơi sâu nó cắm xuống rồi. Cái này nếu mình khai thác nữa thì có thể là nó còn đế nữa nha anh em. Nhiều đó là chơi đủ rồi. Dạ.
mấy cái u nần trong thân đó là hồi xưa cành cắt dư hay tự nó ra anh? Cành cắt dư nó liền lại á. Dạ, sau này nó liền hả anh? Nó liền lại nè, ở chỗ này dạ. Nó liền lại nè. Nó vú bọn cục cục. Nói chung thì mình cây mình có sao mình nói vậy, để cho anh em người ta có thiện cảm với mình, người ta ủng hộ mình thôi. Được giá thì anh em ủng hộ. Cái này em nhờ anh vô đó em thử thông số đi anh, để cho anh em người ta biết cái cây mình nhiêu. Mình tên Minh, anh em anh kia là anh Sĩ, tại hai anh em làm chung. Dạ. Chứ nói anh Minh mà đưa anh Sĩ mà đưa Zalo tên Minh chứ không được anh em. Dạ. Cây này bao nhiêu anh? 55 hoành hay đây? 55 hoành rồi, anh đo cao chút xíu anh. Đây đây là 45. Rồi, củ đế đúng không anh ơi? Cây này gần bộ đế đóng thì thôi anh em thấy nó dạ, quá là ok. Dạ. Cái đế nó còn ra dữ lắm, mình đo phóng phóng cho anh em thôi, gần dạ. 2 mét rồi. 2 mét. Đây anh em quay cận cận cho anh em thêm anh em, cái đế còn ra nữa nha. Anh đo thử cái đường kính ngang con cho cái bộ đế khoảng nhiêu anh? Kính ở trên cái cũ thôi là 50 nè. Rồi anh đo xa đi, anh đo đầu đế luôn đi. Thử bao nhiêu. Dạ, cứ đo đại đi. 80, 90. 90, thoát thân anh, đo thử cái thoát thân khoảng nhiêu anh? Này thoát thân 70. 70, 79 nha. 80 đi cho anh em. Dạ. Cây này thí dụ anh em nào thiện chí muốn giao lưu là giá khoảng bao nhiêu vậy anh? Giá 80 triệu anh. 80 triệu anh, bao ship cho anh em ha. Rồi bây giờ mình xin tạm thời kết thúc video tại đây nha. Nói chung thì chúc tất cả anh em có buổi chiều là vui vẻ, hạnh phúc, gia đình và người thân. Thì anh em nào mà quan tâm thật sự có thể liên hệ trực tiếp với anh Sĩ qua số điện thoại để phần tiêu đề anh em. Chào tạm biệt tất cả anh em nha.